Chị Thúy cần tiền qua Mỹ định cư, cần bán lại một em siêu biệt thự phố với diện tích khủng ngang năm sâu vào 20 m, tọa lạc tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha quý vị. Do cần tiền qua Mỹ sống nên là chị Thúy cần bán lại một căn nhà rất là to và vừa mới xây xong vào đầu năm 2023 nha. Diện tích khủng năm sâu 20 m. Mới xây xong được có 9-10 tháng thôi. Nhà chính chủ sẽ ở rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Diện tích hiếm, ngang năm sâu 20 m như một căn biệt thự mini. Xây dựng gần hết đất và hướng nhà là hướng chính Bắc nha. Bây giờ do kẹt tiền qua Mỹ định cư, chị Thúy cần bán gấp. Đấy, căn nhà thiết kế mới hiện đại rất là đẹp, một trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet, có gara ô tô riêng và phòng khách dưới tầng trệt. Trên đây có phòng thờ lớn và sân thượng sau giặt phơi đồ. Đường trước nhà là con đường rộng 8 m, đường thông kinh doanh buôn bán ngay tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 Gò Vấp. Có thông ra trục đường cây châm luôn nha, thông tứ phía sát chợ. Đường 8 m, xe hơi xe tải đậu trước cửa nhà. Căn biệt thự mini ngang năm sâu vào tới 20 m, con đường rất là đông xe cộ qua lại nha quý vị. Đường rộng tới 8 m, rất là rộng rãi, rất là thoáng, có đèn đường. Khu nhà hiện hữu cực kỳ đẹp luôn. Với một căn nhà to và diện tích hiếm như này, xây rất là đẹp nha quý vị. Và đang được chị Thúy giao bán với giá là 11 tỷ 600 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng nha, thoải mái thương lượng nha quý vị. Đấy, dưới đáy ban công sẽ được ốp nhựa và trang trí cây xanh rất là nhiều. Cây xanh rất là nhiều nha. Ngang năm, diện tích cực hiếm. Bên ngoài này sẽ được trồng phát tài núi và dây leo phủ xuống dưới rất là đẹp luôn. Nhà hẻm một xẹt, hẻm thông, buôn bán nha. Bên ngoài sẽ có một lớp cửa cuốn, hai bên thì được ốp đá. Chúng ta diện tích xây dựng rất là nhiều. Nhà mình thì cột nằm phía ngoài và chủ nhà có làm giật cấp cái khúc ngoài này, giật cấp xuống thấp để đậu xe hơi. Khoảng này dài được tầm 5 m rưỡi, 6 m, anh chị đậu thoải mái xe hơi ở đây nha. Thoải mái con ô tô 7 chỗ ở đây và có trồng cây xanh rất đẹp, hai bên thì ốp đá và trên thì được ốp những cái miếng vật liệu mới. Đấy, cột nằm mái ra ngoài nha quý vị. Sân có mét có một mét hai thôi. Đấy, cột nằm mái ngoài này, lên trên thì nó nằm phía ngoài. Giật cái khoảng này thấp xuống để đậu xe hơi nha anh chị. Diện tích xây dựng nhà mình rất là dài, xây chắc phải được tầm 16-17 m đấy. Phía trong này chúng ta sẽ có một cái khoảng cửa nhôm sim pha và trong đây là phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách của chúng ta sẽ được ốp sạt gạch Ấn Độ, gạch 80 và có tặng lại sofa, tivi 65 inch, tặng kệ tivi, trên thì có đèn chùm. Căn nhà mình là một căn nhà chính chủ xây ở, do vậy thì xây đồ nội thất rất là xịn, toàn bộ đồ cao cấp hết nha mọi người. Nhà xây ở và mới ở được có 8-9 tháng thôi, do chị Thúy cần định cư nhập cư bên Mỹ nên cần bán lại. Em nhà rất là to này, cầu thang đúc rộng 90, ốp đá kim sa đen. Đấy, có giếng trời rửa, giếng trời sau. Căn nhà quá là đẳng cấp, quá là xịn sò, tivi 75 inch, tặng lại bộ sofa, bộ bàn ăn và dàn tủ rượu, thì có rượu quý thì chị để lại hết luôn. Đấy, trên đèn chùm thạch cao, tủ lạnh side by side hai cánh này, dàn tủ bếp gỗ An Cường, 4 phòng ngủ 5 vệ sinh nha, tủ bếp gỗ An Cường này, phủ acrylic và có bếp điện từ, máy hút mùi, tủ lạnh Samsung hai cánh nha anh chị, toàn đồ xịn hết luôn. Nhà xây ở, nội thất vừa mới sắm được có mấy tháng thôi. Phía sau này có khoảng giếng trời 2 m. Đấy, trồng cây xanh rất là nhiều. Và nhà xây ở thì cực kỳ chắc chắn, cực kỳ bền nha mọi người. Đấy, bây giờ chị Thúy cần bán gấp, xả gấp em biệt thự phố này. Nếu chị nào muốn mua nhà xây ở, nhà đẹp và đường thông, hãy gọi trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để được đi xem ngay căn nhà đẹp này nha. Giếng trời rất là thoáng nha quý vị. Rộng phải tầm 4 m² thấu lên trên. Một căn nhà quá đẳng cấp, có xịn sò. Đây, quá là đẹp luôn, diện tích to. Một cái diện tích vô cùng hiếm tại quận Gò Vấp nha anh chị. Năm dài 20. 11 tỷ 600 triệu, vẫn còn thương lượng thoải mái. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên. Đây, đậu xe hơi, xe máy phía ngoài vô tư luôn. Đấy, làm giật khu vực gara bên ngoài, không làm bằng tầng. Thang đúc rộng 90,
tay vịn của cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Di chuyển lên trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng 1-2. Ở giữa sẽ có sảnh chờ. Và phòng ngủ thì cực kỳ khủng luôn. Nhà này có phòng ngủ mỗi phòng lên tới 50m2. Phòng rất là lớn nha anh chị. Gương LED và anh chị có giường đệm, tủ quần áo, kệ TV, máy lạnh LG, quạt trần. Hai bên tường thì được ốp nhựa PVC rất là đẹp nha. Mỗi phòng thì có riêng một nhà vệ sinh nha anh chị. Căn nhà chính chủ sẽ ở vô cùng chắc chắn, bền đẹp. Giá bán rất là rẻ nha. Có hệ thống wifi hết rồi. Toilet có bồn cầu khối này, vòi sen thuyền, vách tắm kính, gương LED, gạch ốp cao lên đụng trần. Nhà mình hướng chính bắc nha anh chị. Máy lạnh toàn bộ, máy lạnh hai ngựa LG hết nha. Đường rộng 8m. Phía ngoài thì trồng rất là nhiều phát tài núi và trồng dừa nước, toàn bộ là cây to, cây lớn, xanh mướt luôn. Đấy. Đường 8m thông, anh chị có thể làm văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán được. Một căn nhà quá chỉ là xuất sắc nha anh chị. Đấy. Hệ thống điện thông minh. Diện tích to, rất là sướng luôn. Phòng ngủ quá là rộng nha. Phòng đằng sau này cũng rất là thoáng, có cửa sổ đằng sau, giường 1m8, nệm và quạt trần. Đấy. Phong cách mới, hiện đại, trẻ trung và cực kỳ sang trọng. Giá chỉ bằng một căn nhà phố ngang 4m thôi. Anh chị mua nhà ngang 5 ở rất là sướng nha. Chính trường đằng sau thì làm lá sách, rất là thoáng nha anh chị. Xây rất là chắc chắn, kiên cố nha. Xây ở cực kỳ bền. Đấy, anh chị nào muốn mua hãy alo ngay về tới bên em Hưng nha. Đấy, chị Thúy thì cũng đã trang trí rất là đẹp rồi. Nhà ở và rất là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Đấy, có hai vợ chồng với hai đứa con thôi. Nên là nhà ở rất là sạch nha anh chị. Anh chị nào thích những căn nhà xây ở, bán định cư Mỹ hãy alo ngay. Và cùng em di chuyển lên khu vực phía bên trên. Khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4. Thì hai lầu thì làm tương tự nhau. Đấy, quá là đẹp luôn, diện tích to. Trên này có bố trí một cái phòng thay đồ. Có tủ, tủ kệ ở dưới này, có phòng thay đồ. Phòng ngủ rộng, do vậy có phòng thay đồ nha. Đây. Quá đẹp nha anh chị, quá xuất sắc luôn. Nhà rất là đẹp. Đây, hệ thống cây cối nhà này cực kỳ xanh. Thì rất là chăm nha anh chị. Rất là chăm tới cây. Và chăm chút với căn nhà. Đây, phòng ngủ thì rộng rãi, có bộ sofa. Tường ốp nhựa, trên thì có quạt trần tích hợp đèn. Anh chị nào thích những căn nhà xây ở chắc chắn và diện tích to hãy alo ngay nha. Quá là xuất sắc rồi. Quá xuất sắc luôn. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Phòng ngủ số 4 của chúng ta này. Bày biện rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Đường sau này có khoảng ban công sau. Khu vực dính trời vô cùng thoáng nha. Cái này, nhà này rất là thoáng, diện tích to và làm dính trời to rất là thoáng luôn. Đấy, mỗi phòng riêng một nhà vệ sinh. Chỉ chờ quý vị đến mua thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nhà đẹp này hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đặt Ba Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nhé. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3. Khu vực phòng thờ, sân thượng trước sau. Trên này thì cũng đã được trang trí phòng thờ, sân thượng quá là đẹp luôn nha chị. Chờ đèn kết hoa. Đấy, trang trí rất là đẹp luôn. Dưới thì ốp gạch sạch sẽ. Phòng thờ cực kỳ rộng nha. Chúng ta có thể làm phòng tập thể dục thể thao được luôn. Nhà ở làm rất là kỹ nha mọi người.
Phía ngoài thì trồng phát tài núi, toàn bộ là cây lớn cây to cả. Đây, vừa mới chị em mới lên lại tưới rồi. Cây lớn đẹp nha anh chị. Có xích đu. Đây, phòng thờ. Khoảng này làm khu vực tập thể hình, tập yoga, toàn tùy thích. Phía sau đây sẽ là khu vực sân thượng giặt phơi đồ. Thượng giặt phơi đồ đây, rất là rộng. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.